Ohayo gozaimasu và chào mừng tất cả mọi người lại quay trở về với cái kênh nhỏ nhỏ này của tôi. Và ngày hôm nay tiếp tục với chủ đề, chúng ta sẽ quay trở lại với Kakata Sakura episode 5. Đặc biệt riêng cái quyển số 5 kỳ này, chúng ta đã bắt đầu có những chuyển biến bất ngờ về cốt truyện đó các bạn. Đầu tiên đó chính là về việc chúng ta sẽ được tiết lộ thân phận thật sự của cái người mặc áo choàng xuất hiện trong giấc mơ của Sakura. Thứ hai đó là việc liệu những quân bài của Sakura có thật sự biến mất. Và thứ ba đó chính là thân phận thật sự của Yunadi Kaito, cái người quản gia mà đi phục vụ cho cô bé Akiho đó các bạn. Ok, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu thôi nhé. Thứ nhất, về cái người mặc áo choàng xuất hiện trong giấc mơ của Sakura, tôi có một cái sự gọi là nghi ngờ về cái khả năng cao, đó chính là Akiho. Bởi vì đây, như các bạn có thể thấy, là cô bé có thể biết được rõ cái giấc mơ mà Sakura đã nằm mơ. Và thứ hai là cô bé biết rõ luôn là cái chiếc áo choàng này là thuộc cái gia tộc của cô bé đã truyền qua từ đời này sang đời khác. Và thêm một bằng chứng xác thực nữa là nằm ở gần cuối quyển truyện này, chính Akiho đã mặc mẫu trang phục đó vào. Và xin lưu ý với các bạn luôn, đây chỉ là khả năng cao mà cô bé Akiho chính là cái người mặc áo choàng đó. Bởi vì ở những trang gần cuối, khi Sakura đối đầu với cái người mặc áo choàng bí ẩn ấy trong một khúc vô tình, thì cái người đằng sau lớp áo choàng ấy chính là Lee Sauran. Và theo như tôi nghĩ á, nguyên nhân mà Sakura nhìn thấy khuôn mặt của Lee đằng sau cái lớp áo choàng này á là do ảo giác mà Akiho tạo ra các bạn. Còn về danh tính thật của Yunadi Kaito thì tôi xin phép quay lại episode 4 một chút. Theo như Erion nói thì tên của Yunadi Kaito có chữ D, thì nó là tên chỉ dành cho pháp sư tối cao của một hiệp hội pháp thuật tại Anh. Và như các bạn có thể nghe thấy những điều Erion nói, chắc chắn các bạn cũng hình dung ra được là Yunadi Kaito mạnh cỡ nào. Nhưng chúng ta không biết chắc được có thể mạnh ngang hay yếu hơn Erion nữa. Và quay trở lại episode 5, thì trong một cuộc hội thoại giữa Erion với Kero và Yue, Erion đã nói cho cả hai biết rằng là Yunadi Kaito đã bị khai trừ khỏi hiệp hội ma pháp từ 1 năm về trước rồi. Và nguyên nhân là vì anh ta đã làm mất một dụng cụ ma pháp vốn không được để lọt ra ngoài. Và một cái tin phải gọi là hết sức là động trời, đó là những cái quân bài pha lê mà chúng ta đã thấy từ trước tới nay, đó chính là do Sakura vô thức tạo ra đó các bạn. Và từ đây chúng ta có thể thấy rõ rằng là ma lực của Sakura ngày càng mạnh lên. Đang nói chuyện giữa chừng thì Yunadi Kaito đã sử dụng ma thuật của mình để ngắt liên lạc giữa Yue, Kero và Erion. Dù cho dùng bất cứ cách thức nào cũng không thể liên lạc được với Erion và những người khác ở bên Anh quốc. Và chính cái thứ ma thuật đó đã khiến cái quyền trưởng của Erion gần như đã bị rạn nứt. Nhưng Erion của chúng ta cũng không phải là dạng vừa, ban cho mình một nửa sức mạnh cũng như là ký ức của Chlorid, nên cậu cũng đã gây ra một thiệt hại đáng kể cho Yunadi Kaito. Và cũng thông qua đây chúng ta cũng biết được mục đích thật sự của Yunadi Kaito là chiếm đoạt được những quân bài clear card của Sakura để thi triển một cái thứ phép thuật gì đó dựa trên cái dụng cụ ma pháp mà anh ta đã ăn cắp được từ hiệp hội ma pháp. Và bí ẩn cuối cùng chính là những quân bài Sakura đã mất tích từ hồi episode 1 của Kakata Sakura theo bài pha lê. Thực chất ra là những quân bài này không hề biến mất, mà nó đang nằm ở chỗ của Lee Sauran. Và cách thức mà cậu ta có thể lấy được những quân bài này là thông qua cái con gấu bông mà cậu ta đã trao đổi với Sakura từ đầu episode 1, Kakata Sakura theo bài pha lê. Và người chỉ cho cậu ta cái ma thuật này đó chính là Erion. Bằng chứng là trong cái đoạn hội thoại này chúng ta có thể phát hiện ra họ của Erion ở đây, đó chính là Hiragizawa. Và các bạn chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao tự nhiên ông Lee lấy những quân bài của Sakura để làm cái gì. Thì nguyên nhân là như thế này. Nếu như các bạn quay lại cái đoạn hội thoại trước á, như các bạn thấy đây là mục đích của Yunadi Kaito là muốn chiếm đoạt được những quân bài clear card từ tay Sakura để thi triển một cái phép thuật gì đó từ cái dụng cụ ma pháp mà anh ta đã ăn cắp được từ hiệp hội ma pháp. Và tôi giả sử nếu mà không có sự tồn tại của những lá bài clear card và bộ bài Sakura vẫn còn, chắc chắn 100% những quân bài Sakura đó sẽ trở thành mục tiêu của Yunadi Kaito. Và cái điều nguy hiểm thứ hai là những quân bài Sakura đã sưu tập đầy đủ rồi các bạn. Trong khi đó những quân bài clear card chúng ta cũng không biết chắc được rằng là tổng cộng sẽ có bao nhiêu lá. Nên nếu Yunadi Kaito đánh cắp được những quân bài Sakura đó, chắc chắn mục đích của anh ta sẽ hoàn thành. Và chúng ta cũng không biết được cái mối nguy hại này sẽ ghê gớm tới cỡ nào. Biết trước điều này nên Erion đã chỉ cho Lee Sauran cách thức để lấy được những quân bài Sakura thông qua cái con gấu bông mà cậu đã trao đổi cho Sakura từ đầu episode 1, Kakata Sakura thẻ bài pha lê. Với việc không có được những quân bài Sakura, chắc chắn Yunadi Kaito sẽ nhắm tới những lá bài clear card mà Sakura đang nắm giữ. Sau khi nghe xong những gì tôi nói, chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc, chẳng lẽ ông Erion này không biết trước tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào sao? Đúng là như vậy đó các bạn. Bởi vì Erion mang trong mình một nửa sức mạnh cũng như là ký ức của Chlorid, chắc chắn cậu ta có thể sử dụng được thuật chiêm tinh. Nói cách khác chính là thuật tiên tri đó các bạn. Và cũng chính thuật tiên tri này, Chlorid đã sử dụng nó để tìm ra chủ nhân của những quân bài, cũng như là cố tình tạo ra cái cây quyền trưởng với hình hài dễ thương mà các bạn đã từng thấy trong anime lẫn manga đó. Chính vì biết được mọi chuyện nên Erion đã báo cho Lee Sauran biết. Cả hai đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Sau đó, Lee từ Hồng Kông đã trở về Nhật Bản để giúp đỡ cho Sakura.
Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi rút ra được sau khi đọc xong cái đầu truyện Ca Cấp Tơ Sakura Thẻ Bài Pha Lê episode 5 này. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới của tôi về Ca Cấp Tơ Sakura Thẻ Bài Pha Lê.